Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên đấu giá đất huyện Hoài Đức dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Đáng chú ý, khu vực đấu giá này từng xuất hiện lô trúng cao kỷ lục 133,3 triệu đồng trên 1m² vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Cụ thể, 20 thửa đất LK01 và LK02 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức có giá khởi điểm giữ nguyên theo thông báo trước khi có quyết định hoãn là 7,3 triệu đồng trên 1m². Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 89 đến 145m² trên một thửa. Tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất bằng 20% giá trị thửa đất đấu giá theo giá khởi điểm đã được phê duyệt, tương đương từ 130,8 đến 212,6 triệu đồng trên một thửa. Hình thức đấu giá là cách bỏ phiếu trực tiếp tối thiểu 6 vòng theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 6 triệu đồng trên 1m². Ngay sau đó, ngày 11 tháng 11, huyện Hoài Đức dự kiến tiếp tục đấu giá 32 thửa đất LK05 và LK06 trong cùng khu vực. Các thửa có diện tích từ 97,2 đến 172 m2, tiền đặt trước từ gần 142 đến 251 triệu đồng trên thửa. Đối với huyện Thanh Oai, một trong những khu vực đấu giá đất sôi động vào tháng 8 vừa qua, cũng chuẩn bị đưa các thửa đất lên sàn. Cụ thể, phiên đấu giá 25 lô đất tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động sẽ diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 11 tại nhà thi đấu huyện. Các thửa đất có ký hiệu từ 93 đến 117, diện tích nhỏ nhất gần 84m² và lớn nhất hơn 143m². Giá khởi điểm các lô này từ 5,3 triệu đồng trên 1m², tương ứng tiền đặt cọc 88 đến 151 triệu đồng trên thửa. Đáng chú ý, đây là phiên đấu giá đánh dấu sự trở lại sau khoảng 2 tháng tạm dừng để phục vụ công tác thanh kiểm tra. Trước đó, phiên đấu giá 68 lô đất tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai vào đầu tháng 8 năm 2024 thu hút khoảng 1.500 người tham dự với trên 4.000 hồ sơ. Giá trúng các lô đất từ 63 đến 80 triệu đồng trên 1m², thậm chí có thửa cao nhất lên tới hơn 100 triệu đồng 1m², gấp từ 5 đến 6 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, khoảng 80% người trúng đấu giá tại đây đã bỏ cọc. Trong đó, toàn bộ các lô đất có giá trúng từ 80 triệu đồng trở lên đều không nộp tiền. Chung cư, nhà ở sốt giá một phần do nhu cầu khan hiếm, nhưng cũng một phần từ các chiêu trò thổi giá của những người tham gia thị trường. Liệu môi giới bất động sản có phải thủ phạm khiến giá nhà tăng? Theo một chuyên gia có kinh nghiệm trong giới đầu tư bất động sản, việc người bán nhà liên tục được đưa ra mức giá nhà cao chót vót như trên khá phổ biến trong những giai đoạn thị trường bất động sản nóng sốt. Đây có thể là chiêu trò của những người tham gia đầu cơ, lướt sóng thị trường hoặc một số cò đất, mục đích là làm nhiễu loạn thị trường để trục lợi kiếm lời. Bộ Xây dựng cũng thừa nhận việc giá đất tăng cao thời gian qua có sự góp phần của hiện tượng tạo giá ảo, thổi giá của giới đầu cơ và các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, đầu tư theo tâm lý đám đông của người dân để trục lợi. Đây là các cá nhân hoạt động môi giới tự do, không có chứng chỉ môi giới bất động sản, yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật, hạn chế, chưa có tính chuyên nghiệp, kém về đạo đức kinh doanh, dẫn đến tình trạng làm ăn trục giật, thông đồng làm giá, thổi giá cao so với giá thực tế, thao túng thị trường gây thiệt hại cho khách hàng và làm giảm tính minh bạch của thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng nhận định. Dù vậy, nguyên nhân chính khiến giá nhà tăng cao thời gian qua là do chi phí liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng tăng, thiếu nguồn cung bất động sản, đặc biệt là phân khúc bình dân trong khi nhu cầu rất lớn. Ngoài ra, biến động của nền kinh tế trong thời gian qua liên quan đến thị trường chứng khoán, trái phiếu, vàng đã tác động đến tâm lý của người dân, nhà đầu tư, dẫn đến xu hướng chuyển dịch dòng tiền của người dân, nhà đầu tư sang đầu tư nhà, đất để làm nơi trú ẩn an toàn cho nguồn tiền tích lũy, nguồn vốn đầu tư. Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mặt bằng giá nhà ở quý 3 năm 2024 tiếp tục tăng ở cả dự án mới và cũ. Mặt bằng giá dự án mới đã tăng khoảng 4 đến 6% theo quý và từ 22 đến 25% theo năm. Cá biệt, có một số khu vực tăng từ 35 đến 40% tùy từng vị trí so với quý trước. Về phía Hội Môi giới Bất động sản cũng thừa nhận trong câu chuyện tăng giá nhà, không loại trừ những trường hợp đầu cơ trục lợi, lợi dụng sự mất cân bằng của cung cầu để ôm hàng, thổi giá nhằm lướt sóng, kiếm chênh lệch.
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần xác định rõ đây là hành vi của những tay đầu cơ có tài chính khác hoàn toàn với môi giới bất động sản. Hành vi của họ là quan sát, lắng nghe, theo dõi từng biến động của thị trường. Và ngay khi nhận thấy cơ hội, họ liều lĩnh chốt deal để rồi găm hàng, tìm mồi ngon và sang tên hưởng chênh lệch. Những đối tượng này hoàn toàn khác với môi giới bất động sản, bởi môi giới bất động sản làm nghề và hưởng thù lao từ hoạt động tư vấn, giới thiệu và chốt khách. Họ không đủ tài chính để ôm hàng chờ tăng giá. Nếu có thì số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không đủ để điểm mặt đặt tên, chứ chưa nói đến nguy cơ tạo sóng hay lũng đoạn thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản khẳng định. Cùng quan điểm, ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc SGO Homes cho rằng, xu hướng tăng giá bất động sản là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc giá bất động sản tăng trưởng mạnh trong một thời gian rất ngắn là điều rất bình thường. Theo ông Trung, giá bất động sản tăng cao, nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư lớn, độc quyền nguồn cung dẫn dắt về giá. Chi phí đầu tư tăng cao, nhu cầu mua lớn trong khi nguồn cung khan hiếm, các chủ đầu tư đặt kỳ vọng cao hơn về lợi nhuận. Bản thân người môi giới không có khả năng can thiệp về mức giá của thị trường. Hơn thế, môi giới bất động sản là đối tượng không mong muốn giá bất động sản tăng nhất. Bởi khi chủ đầu tư bán giá cao, cơ hội chốt khách sẽ khó khăn hơn, môi giới sẽ vất vả hơn. Nhưng thực tế, phần phí cho môi giới họ nhận về vẫn không thay đổi. Trên thực tế, luật kinh doanh bất động sản 2023, luật nhà ở 2023 và luật đất đai 2024 đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, trong đó quy định cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện như có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Các chuyên gia cho rằng những đối tượng đầu cơ thổi giá thời gian qua chủ yếu là những người không có chứng chỉ hành nghề, họ không thể gọi là môi giới bất động sản. Một nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng chia sẻ, trên thực tế chiêu thổi giá đất chủ yếu xuất phát từ những người đầu cơ lướt sóng nhà đất, chứ không hẳn từ lực lượng môi giới. Theo đó, khi họ bỏ tiền ôm đất ở một khu vực nào đó, họ có thể thông qua các cò đất để liên hệ với những người có nhu cầu bán nhà, đưa ra giá nhà cao bất hợp lý, khiến chủ nhà sợ bán hớ, trì hoãn kế hoạch bán nhà, tăng giá bán cao hơn, qua đó đẩy mặt hàng giá khu vực đó tăng cao. Trong khi các chủ nhà không thể bán được nhà ở mức giá cao, thì những nhà đầu cơ này đã âm thầm thoát hàng khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Hậu quả của việc đẩy giá bất động sản tăng quá cao đến mức vô lý bất thường và quá cao so với thu nhập của người dân như vậy thì ai cũng có thể nhìn thấy được. Khi người dân không thể đủ sức để mua bất động sản, giao dịch vì nhu cầu thực sẽ giảm đến đáy. Các giao dịch trên thị trường chủ yếu là do các nhà đầu cơ thực hiện với hy vọng lướt sóng kiếm lời thông qua những đòn bẩy tài chính. Đến một thời điểm nào đó, khi những đòn bẩy tài chính không còn đủ lực đỡ cho các giao dịch trên thị trường, tất yếu dẫn tới tình trạng đóng băng thị trường như từng xảy ra trong giai đoạn 2008-2011. Hậu quả cho từng cá nhân đầu cơ và cho cả nền kinh tế trong thời gian đó như thế nào, hẳn mọi người vẫn còn chưa thể quên được. Do vậy, các nhà đầu cơ cần hết sức tỉnh táo trước tình hình hiện tại, đừng tự biến mình thành những chú cá bé tội nghiệp trước những hàm cá mập lão luyện trên thị trường. Chính phủ, các bộ ngành hữu quan cũng cần có các giải pháp hữu hiệu để tránh lặp lại một chu kỳ khủng hoảng tồi tệ do lòng tham của các nhà đầu tư tạo ra. Tuy không thể dùng các giải pháp hành chính can thiệp vào thị trường, nhưng có thể sử dụng những công cụ như siết dần van tín dụng đổ vào bất động sản một cách khoa học, chẳng hạn như chỉ cấp ưu đãi tín dụng mua nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho những cá nhân có khó khăn về nhà ở. Khi dòng tiền chi phí thấp từ tín dụng bị chặn đứng chảy tới giới đầu cơ, thì tất yếu giá bất động sản sẽ thôi bị làm loạn, dần trở về với giá trị thực và phù hợp với khả năng thanh toán của đa số người dân. Thị trường bất động sản lúc đó mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Các chủ đầu tư dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh không được phép phân lô bán nền trong dự án cho người dân tự xây nhà, bao gồm tất cả 5 huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 83 về xác định các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho tổ chức cá nhân tự xây nhà. Theo quy định mới này,
ngoài các phường và quận, đất đai tại 5 huyện, vùng ven của thành phố gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè cũng không được phân lô bán nền. Theo đó, chủ đầu tư dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên toàn thành phố Hồ Chí Minh không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án cho tổ chức cá nhân tự xây dựng nhà ở. Chủ dự án phải xây dựng nhà ở hoàn chỉnh để bán thay vì mua đất phân lô, bán đất nền như trước đây. Còn chủ dự án có mục tiêu tái định cư bằng nền đất tại khu vực xã, thị trấn, huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Kinh doanh Bất động sản 2013 và Điều 45 Luật Đất đai năm 2024. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng nền đất cho người dân tự xây nhà ở